bạn ơi, các bạn biết tụi mình đang đi đâu không? Tụi mình đang đi vào phố cổ Hội An này. Và cái trên đường này là mình chuẩn bị mình đi vào phố cổ này. Hai bên là hai cánh đồng xanh. Xa xa là có bò nữa nè các bạn. Xa xa là có bò nữa nè các bạn. A few moments later. Mọi người ơi, mình đã tới Hội An rồi. Đây là đoàn của mình. Các bạn ơi, hãy say hi với cả nhà đi nào. Hi. Hi. Đây, đó đoàn Hello. Của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Hội An. Bây giờ mình sẽ đi bộ và kiếm những cái cảnh để chụp hình sống ảo nha. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi vào gọi là chợ đêm Công Nữ Ngọc Hoa, phường Cẩm Phô. Đây nè các bạn, đây là cái cổng của mình đeo. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong. Xung quanh phố cổ thì hai bên mình sẽ có những cái quầy bán những cái quà lưu niệm và những cái accessory, là những cái phụ kiện như là túi nè, nón nè, bóp nè, và tất cả là làm bằng tay, rất là đẹp. Ở đây những cái túi được làm rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Cái túi đó đẹp quá nha mọi người. Túi bạn Trâm mới vừa cầm nè mọi người. Đó, ở trong này có rất là nhiều túi đẹp nè mọi người. Ý Emily có thể sẽ đổi một cái bóp đựng điện thoại mới nè mọi người thấy là bóp nào đẹp nè mọi người ơi. Two hours later. Anh nhà ơi, mình đã mua được một cái túi đựng điện thoại mới tên tên dễ thương quá. Đây cho cả nhà coi nè. Cái chi tiết rất là đẹp luôn nha. Cả nhà ơi, bạn Mai nhà mình đã tìm được một cái túi sách rất là đẹp nè mọi người. Để mình quay cận cả cái túi sách cho các bạn coi nè. Trời ơi, nó rất là màu mè hoa lá hẹ nha mọi người. Rất là phù hợp khi các bạn đi hả, sách đi chơi Tết nha. Bạn Mai rất ưng ý hơn bạn Mai. Bạn Mai ưng ý hơn bạn Mai. Đẹp, rất là đẹp. One eternity later. Ở đây có nhiều loại trái cây ngon lắm nè mọi người ơi. Trời ơi các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều đồ đẹp luôn nha các bạn. Trời ơi, đây là accessory. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Nè các bạn ơi. Mọi người ơi, bây giờ mình đang đứng ở quán tách cà phê và mình sẽ vào và mình mua nước. Sau đó mình sẽ đi tiếp nha, các bạn cùng mình vào quán nha. Các bạn ơi, bây giờ mình đi vào phố cổ rồi. Và những cái khung cảnh thì nó hơi na giống nhau. Có nghĩa là một bên nó sẽ là bờ sông, giống như là các bạn thấy ở đây. Đây là trên đường mình đi nè các bạn. Thì một bên sẽ là bờ sông. Và trên bờ sông thì người ta sẽ bày hàng quán để người ta bán. Còn phía một bên thì sẽ là những cái quầy lưu niệm và những cái quán cà phê. Đó, thì là có xuồng nữa nha các bạn. Tức là nếu như mà các bạn thích đi xuồng á thì mình có thể thuê để mình đi xuồng ở đây. Đó. Nên mình selfie đi. Thì đó, bạn Trâm xinh đẹp của chúng ta nè. Đó. Thì bây giờ là hả, coi như là cái phố cổ của mình là cũng gần hết rồi. Và tiếp theo là địa điểm nào thì các bạn nhớ đón xem tiếp video nha. Đây là các bạn, đây là cảnh bờ sông và những cái chiếc thuyền. Buổi tối thì người ta đổ dồn về đây rất là nhiều các bạn. Cái cầu của mình nè các bạn rất là đông luôn, các bạn cứ nhìn thấy trên cầu không, rất là đông người luôn.
Mình đang đứng ở phía trên cầu để mình nhìn xuống bờ sông nè các bạn. Mọi người ơi, đây là cái mẫu quán cà phê Boulevard số 5 Châu Thượng Văn nè mọi người. Nhìn ngon quá nè mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ order hai cái ốc quế là vị cola với dâu với lại phúc bồn tử với chanh đúng không? Rồi bây giờ qua đây. Rồi, bây giờ cho mình hai cây ốc quế, một cây sô cô la với dâu và một cây phúc bồn tử với chanh. Không phải một cây sô cô la với dâu. Ê lộn, một cây mẹ đi. Dâu xin lỗi em. Xin lỗi các bạn. Mày đen với dâu, mày đen với dâu với một cây phúc bồn tử với chanh là 4 viên nha. Nhưng mà hai cũng là 80 đúng không? Để bắt được cái 80 là làm sao? Dạ, với lại nếu mà ốc quế thì là hai cái là 20 nữa. 160 còn 20 là 180. Dạ, đúng rồi. Mày bị mà bị mày đen mà thêm 10 ngàn nữa. Bị mày đen thêm 10 ngàn kìa. Thì cái đi. Là 180 cộng 10 là 190. Dạ rồi, chị tính lẻ lắm cưng. Ừ rồi, mental math, cái chuẩn math sẽ chờ không cần phải bấm máy. Ừ. Chưa quá mọi người ơi. Các bạn ơi, mua kem là mình sẽ được voucher cho sử dụng những lần sau. Những voucher này là hả? Có thể là free một viên nè, giảm giá nè, hai viên bao nhiêu tiền nè. Đó. Ok. Mình đang ăn kem nha, cho nên là hả bây giờ là kem rất là ngon. Bây giờ bạn Trâm ăn mùi dâu, bạn Trâm review mùi dâu đi bạn Trâm. Mùi dâu sao bạn Trâm? Mùi dâu nó không có ngọt lắm, mùi chua chua chua. Nhưng mà mè đen rất là ngon. Mè đen rất ngon nha mọi người. Đó là lý do tại sao mè đen cộng thêm 10 ngàn nha mọi người. Nó có lý do hết mọi người. Nhớ ăn mè đen nha mọi người. Và ba bên đây chanh. Chanh lạnh quá, lạnh quá mọi người. Trong mòn mọi người. Mọi người ơi, Ruby đang ăn chanh với lại phúc bồn tử nè mọi người. Vừa chua vừa thơm nha mọi người ơi. Ruby chấm bao nhiêu trên 10? 1.000. 1.000 trên 10. Mọi người ơi, rất ngon nha mọi người. Nhớ địa chỉ cho mọi người tiệm cà phê kem đại lộ Boulevard cho mọi người. Ơi đây là kem chanh nè mọi người, nó chua thốt cái tận rốt mọi người. Chua lắm nha mọi người, chua rất chua nha mọi người ơi. Ngon nha mọi người. Phúc bồn tử ngọt. Ngọt nhưng mà tại vì cái kem chanh nó chua quá cho nên ăn phúc bồn tử thì nó ngọt hơn. Theo định lý thì chua cũng chua đang ngọt. Ok rồi xong. Bạn Mai vừa mới nói đó mọi người. Trời ngon. Ngon mọi người. Trái dâu là chủ dụng toàn trái dâu luôn. Đúng rồi. Cái dâu là mình ăn á, giống như là các bạn cắn trái dâu tay luôn mọi người. Chị muốn có thêm một mè đen quá. Em muốn có thêm một tự. Ngon mà mọi người ơi. Mọi người ơi, quán của mình nè mọi người. Đại lộ Boulevard nè mọi người. Các bạn ơi, đây là khu phố đèn lồng nè các bạn. Ở đây có rất là nhiều loại đèn lồng đẹp và màu sắc luôn nha các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có những cái thước dây nè các bạn. Thực ra là thước dây đó. Để bạn Trâm demo trong cá cho các bạn coi nha. Trâm sẽ lựa con màu tím. Trâm lựa con màu tím. Đây, con hổ màu tím này. À. Đây. Rồi, bây giờ bạn Trâm nhập dây ra nè, nước dây nè, làm sao nó đi vô lại, làm sao đi vô nè các bạn đoán thử đi. Lẹ lẻo vậy, mình kéo ra nha, kéo ra rồi. Okay. 1, 2, 3, nhìn dưới đó tới nhà, bấm các bạn bấm chứ
bụng đó nha các bạn. Ấm bụng.